Sau khi phá đảo tại quê nhà Hàn Quốc, phần phim thứ 3 của loạt phim Thành phố tội phạm với sự góp mặt của Ma Dong Seok đã đến Việt Nam với cái tên Vây hãm không lối thoát. Nhân vật chính vẫn là anh cảnh sát Ma và tổ điều tra thủ đô Seoul. Nhưng thay vì những tên giang hồ cầm mã tấu và dùi cui như phần 2, giờ họ phải đụng độ với những tên sừng sỏ trong thế giới ngầm, với đầy đủ súng ống đạn dược sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai đụng vào địa bàn làm ăn của bọn chúng, kể cả cảnh sát. Nghe tôi đã thấy mùi nguy hiểm. Vậy thì đây có phải là một bộ phim đáng tiền vé hay không? Sau đây sẽ là review Vây hãm không lối thoát. Đầu tiên phải nói về nội dung. Phim bắt đầu với cuộc điều tra của đội trưởng đội phòng chống mai thúy thủ đô. Sau khi thành công đột nhập vào sào huyệt của địch, anh mới nhận ra mình là nhân vật phụ. Thế là anh bị giết, trở thành nạn nhân đầu tiên của thiếu gia Ju Song Chil, ông trùm phân phối mai thúy nổi tiếng ác ôn, giết người bất chấp. Tại đội điều tra Seoul, cảnh sát Ma Sok do tiếp tục cùng tổ đội tham gia vào các cuộc dẹp trật tự của thủ đô. Trong đó có một vụ tự sát vô cùng khả nghi, nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại. Ngoài ra trong máu cũng phát hiện một hàm lượng ma túy không nhỏ. Cảnh sát Ma cùng tổ công tác không khó để tìm ra nơi bán số ma túy này. Đó là một quán bar ngay giữa thủ đô Seoul. Cuộc điều tra được rẽ sang hướng khác khi cảnh sát tìm ra số ma túy có thể phân phối cho cả nước dùng, lên tới 20 cân. Đây không đơn thuần là những vụ án tép riu nhỏ lẻ như trước nữa, mà đó là cả một đường dây tội phạm chuyên xỉ lẻ ma túy số lượng lớn. Không những thế, bọn này còn hợp tác với các giang hồ Nhật Bản để bảo kê cho nhau. Nội dung phần này vẫn mang đậm phong cách Don Lee. Cốt truyện đơn giản, dễ xem, không quá cầu kỳ hack não. Nghe đến đây thì các bạn sẽ nghĩ cốt truyện bị làm qua loa đúng không? Nhưng mà không hề nhá. Cấu truyện logic ra phết. Cốt truyện điển hình của những bộ phim tội phạm. Một vụ án xảy ra, cảnh sát đi tìm manh mối, nhiều người chết hơn, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng. Cảnh sát bị úp sọt nhưng mà thoát ra được, chạm trán trùng cuối. Vây hãm vẫn đi theo cái mạch này nhưng mà câu chuyện kịch tính hơn hẳn. Cuộc đụng độ không chỉ dừng lại ở tội phạm và cảnh sát, mà còn là giữa đám tội phạm với nhau, nên là độ đẫm máu sẽ x2x3 bình thường. Và nói về phim của Ma Dong Seok thì phải nói đến những cảnh đánh đấm. Nó chiếm đến 50% thời lượng của phim, và phần lớn khán giả ra rạp cũng vì lý do này nên không lý gì mà lại làm hời hợt được. Từng cú ra đòn phải gọi là phát nào ra phát đấy. Thực sự là những cảnh ăn tiền, xem đã thôi rồi. Nhưng không phải là vì thế mà những cảnh hành động không có điểm để chê. Nó vẫn có một điểm trừ, đó là phần hành động dàn trải quá. Nó khiến cho mạch phim bị nhanh lên khá nhiều. Những cảnh đánh nhau bị dày đặc quá khiến người xem thiếu đi những quãng nghỉ. Bù lại thì những cảnh đấu kiếm của mấy Yakuza trông chiến vô cùng. Ngoài ra thì tương quan lực lượng giữa hai bên xây dựng cũng không được cân cho lắm. Một bên thì tay không bắt giặc, một bên thì dùng kiếm. Nghe thì có vẻ ngang ngửa nhau đấy. Nhưng với cái thân hình của cảnh sát Ma như thế này thì tôi thấy phía phản diện bị nớp quá. Một cú đấm của anh là chấp hẳn hai thanh katana rồi còn gì. Cơ mà vẫn không bên nào chịu dùng súng à, thế mới tài. Xong toàn one hit one kill, làm tôi chỉ thấy thốn thôi chứ chưa đã lắm. Nội dung thì là vậy, còn phần diễn xuất thì sao? Ma Dong Seok vẫn giữ phong độ như những phần phim trước. Ngoài mấy cảnh hành động đánh đấm ra thì những phân đoạn gây cười anh cũng làm khá tốt. Cái biểu cảm nghiêm túc đúng lúc cùng mấy câu thoại vô tri không lẫn đi đâu được. Đúng tinh thần The Round Up trong cả 3 phần. Và kể từ sau Eternal và The Round Up 2 thì đây được coi là lần trở lại khiến người xem mong chờ nhất của Thánh Ma. Vì sao? Vì đơn giản là cứ thấy mặt anh trong dàn cast là biết phim có tính giải trí cao rồi. Cơ mà đây không phải là một bộ phim thuần giải trí mất não, nên cảnh sát Ma Seok cũng không phải là hình tượng toàn cơ bắp như vẻ ngoài, mà cũng biết phá án ra phết. Những cảnh đi tìm đầu mối của cảnh sát Ma cũng khá logic, không phải một phát ăn ngay ra đáp án luôn mà là có hint từ trước. Thực sự đánh giá rất cao khoản này của phim, vì nhiều phim hài giải trí như thế này để Việt Nam làm thì thường là yếu tố logic sẽ bị bỏ qua, chỉ tập trung vào những cảnh hành động ăn tiền với hài thôi. Nhưng không, phim rất ok, không bị phi logic hay là thiếu thực tế. Giang hồ chợ búa ra giang hồ chợ búa chứ không phải làm lố để diễn cho tới. Diễn xuất của phản diện Lee Jun Hyuk thì sao ạ? Cảm giác như vai diễn của anh khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của dàn diễn viên hay sao ấy, nhưng mà theo hướng tích cực nhé. Kiểu anh đóng phim bá đạo tổng tài thiếu gia các thứ, xong qua The Round Up trở thành một kẻ xã hội đen giết người không chớp mắt, độc ác mưu mô, khá là không liên quan. Nhưng mà tôi không ngờ là anh đóng vai này lại hợp đến thế. Mặc dù có vài đoạn cũng hơi gồng một chút nhưng thôi, vẫn cộng cho anh một điểm respect cho sự cố gắng. Phải nói đây là vai phản diện đỉnh nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh này, vì ngoài phim này ra thì anh có đóng phản diện bao giờ đâu. Tuy nhiên thì vẫn có điểm trừ cho phần thể hiện của Lee Jun Hyuk. Tôi đã mong chờ một màn đối đầu căng thẳng hơn nữa giữa cảnh sát Ma và chủ ma túy Ju Song Chil, nhiều pha căng não và đuổi bắt hơn nữa cơ. Hơi đáng tiếc vì hai anh chỉ có một vài lần đụng mặt và cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả chỉ đều là nhá hàng cho trận combat cuối. Nhưng may mắn là quả combat đấy cũng không làm tôi thất vọng. Trùng cuối đánh với thái độ không còn gì để mất, nên những pha ra đòn cũng phải gọi là ngang ngửa với quái vật cơ bắp. Về phần này thì tôi lại phải cảm ơn tổ chỉ đạo võ thuật, vì nếu không có các anh thì ai đối đầu với Ma Dong Seok cũng đớp hết. Ngoài ra dàn diễn viên phụ toàn là những người có thực lực, ngoại hình cũng khá phù hợp với vai diễn. Trừ Lee Jun Hyuk đẹp trai quá mức so với một tên giang hồ thì trông ai cũng hổ báo cáo trồn. Dàn diễn viên phụ tôi thấy diễn xuất dừng lại ở mức ổn, thực lực không bị chênh lệch quá nhiều so với dàn diễn viên chính. Ngoài Thánh Ma ra thì mấy anh giang hồ trong phim này cũng hài ra phết. Và phần làm tôi ấn tượng nhất có lẽ là dàn Yakuza trong phim. Lối đánh và cách sử dụng katana cũng khác biệt so với mấy anh cảnh sát Hàn Quốc. Mức độ manh động cũng trên cơ mấy cái thằng giang hồ địa phương, sẵn sàng rút kiếm trước mặt bất cứ ai dám cản đường, kể cả cảnh sát.
Nếu bạn đã xem siêu phẩm Bullet Train vào năm ngoái thì mấy anh Yakuza trong phim này cũng y như thế luôn. Xây dựng có chiều sâu với dã tâm to lớn hơn nữa thì tốt. Kiểu nhân vật chỉ xuất hiện thôi chứ chưa phát triển được nhiều, hơi bị hời hợt một tí. Vì thế mà đất diễn của mỗi người cũng không được đồng đều lắm. Còn về khoản nghe nhìn, phần hình ảnh được chăm chút. Không có chuyên môn mấy nên không đưa ra đánh giá được, nhưng mà tôi thấy hình ảnh phim này ok. Nhất là mấy cảnh hành động, lên hình nhìn cực đã mắt. Và về độ máu me tẩm lợm thì phim này không có. Đánh đấm thôi chứ có giết người chặt xác các thứ như phần 2 đâu. Kiểm duyệt đấy. Bối cảnh phim được cái đa dạng, từ quán bar đến du thuyền khách sạn, nhìn cái đã thấy tốn tiền rồi. Phần nghe của phim cũng được làm khá tốt. Ý tôi là những đoạn bổ trợ cho cảnh đánh đấm, những cú huỵch huỵch nghe rất chân thực, cộng thêm dàn âm thanh sống động của rạp, xem nó sướng. Chứ còn về phần nhạc phim thì tôi cũng không có ấn tượng gì lắm, trừ khi chèn nhạc Blackpink vào thì mới có cái để nói. Hoặc là do tôi bị mất tập trung quá nhiều vào phần nhìn nên là bỏ qua phần nghe. Nếu các bạn thắc mắc là không xem phần 2 trước mà xem phần này thì có hiểu gì không, thì câu trả lời là vô tư đi. Cơ mà nếu xem rồi thì mấy câu joke vô nghĩa trong phim sẽ trở nên buồn cười hơn nữa. Và cho dù là fan của chú ma hay không thì phim này vẫn là một phim giải trí đúng nghĩa mà ai cũng có thể xem được. Hôm tôi đi là xuất chiếu sớm nên là rạp đông phết. Đủ hiểu mọi người mong chờ phần 3 này đến như thế nào. Mỗi tội xem phim đọc sắp hơi mệt vì có hẳn 3 dòng với 3 thứ tiếng khác nhau. Nhất là mấy đoạn nói tiếng Nhật. Ngoài Việt sắp lại còn thêm cả tiếng Hàn với tiếng Anh. Tràn cả ra ngoài màn hình. Quá trời quá đất. Dự là với cái tiến độ mỗi năm ra một phần như hiện tại của The Roundup thì chả mấy chốc mà thành cái vũ trụ của Ma Đông Sốc. Đề tài cảnh sát phá án thì không bao giờ thiếu đất khai thác. Nghe nói là phần phim thứ 3 này đã thắng đậm tại phòng vé Hàn Quốc, với hơn 3,5 triệu lượt vé bán ra trong tuần đầu tiên, vượt mặt cả Doctor Strange 2 và siêu phẩm nghề siêu khó trước đó. Nên là nhà sản xuất cứ tiếp tục thừa thắng mà xông lên thôi. Túm cái váy lại thì The Roundup No Way Out là một bộ phim có nội dung chủ đạo là đánh đấm, thuần giải trí với tuyến nội dung dễ hiểu, nhưng vẫn đủ logic và không bị mất não. Nếu có ai hỏi tôi là phim có đáng xem hay không thì câu trả lời là có.